Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1946 đến năm 1966, người đã 10 lần về thăm Hưng Yên, trong đó huyện Văn Lâm vinh dự đón Bác 2 lần. Những nơi lưu giữ dấu chân Bác này đã trở thành những địa chỉ thấm sâu vào tiềm thức của bao thế hệ người dân nơi đây. Ngày 16 tháng 10 năm 1958, Bác về thăm công trường đào sâu mở rộng sông Đậu, đoạn Như Quỳnh, đoạn Khê thuộc công trình tại Thủy Nông, Bắc Hưng Hải. Tại cầu Đậu thuộc xã Trung Kiên, nay là xã Lạc Đạo, người gặp gỡ nói chuyện với đông đảo cán bộ, dân công của các huyện Thuận Thành, Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh và Văn Lâm, Tiên Lữ, Ân Thi, Phổ Cử, thị xã Hưng Yên. Con đường DH19 này vốn là bờ kênh thủy lợi. Cách đây 65 năm, Bác đã đi bộ từ tỉnh Bắc Ninh về thăm xã Lạc Đạo. Từ đó, con đường được người dân tỏ lòng thành kính, biết ơn và đặt tên là đường theo chân Bác. Năm 1958 là Bác Hồ về thăm công trường dân công Bắc Hưng Hải, thì đi từ trên sông Liễu đi qua con đường này. Con đường men nó không có to tát gì đâu, nó gọi là con đường bờ sông thôi. Đi xuống đến chỗ gần Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo thì cầu Đậu thì là Bác đứng, Bác nói chuyện với dân công của Bắc Hưng Hải đang làm thời kỳ ở đấy. Tên con đường theo chân Bác là cái tên là người dân của xã Lạc Đạo nói chung và nói riêng và kể cả trên Thuận Thành ngưỡng mộ Bác Hồ đặt tên con đường theo chân Bác. Tuy con đường rất nhỏ nhưng nó gợi nhớ đến mỗi bước chân của người khi về thăm Hưng Yên, động viên người dân thi đua làm thủy lợi, lao động sản xuất. Giờ đây tuyến đường theo chân Bác là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực giao thương với huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Khi nhắc đến con đường này, mỗi người dân xã Lạc Đạo đều luôn trân trọng, tự hào, khắc ghi những lời Bác dạy để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Con đường này của chúng tôi là chạy từ cầu Đậu của xã Lạc Đạo đi lên đến Thuận Thành của Bắc Ninh là vào khoảng 3 km. Đường của Thuận Thành Bắc Linh thì người ta đã làm cách đây là cũng nhiều năm rồi, là rất là đẹp, rất mong mỏi là các cấp cố gắng làm sao là xây dựng con đường này cho nó thông và nó đẹp khang trang hơn. Cùng với tượng đài lưu niệm nơi Bác Hồ về thăm, cây đa người trồng bên cầu Đậu, tuyến đường theo chân Bác đã trở thành địa điểm để cán bộ đảng viên và nhân dân đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mỗi dịp lễ Tết. Nơi đây cũng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.